phóng lưu người đều là khách hương binh bạn chung tình với mình mà Khải Định là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn và là người cuối cùng xây dựng Lăng Tẩm. Bước lên ngai vàng vào giữa tuổi 31, Khải Định say sưa với việc xây dựng cung điện dinh thự Lăng Tẩm cho bản thân và hoàng tộc. Sau khi tham khảo nhiều tấu trình của các thời địa, Khải Định chọn triền núi Châu Chữ làm nơi xây cất lăng mộ. Lăng Khải Định lấy một quả đồi thấp ở phía trước làm tiền án, lấy núi Chọc Phung và Kim Sơn châu trước mặt làm tả Thanh Long và Hự Bạch Hổ, có khe Châu Ê chạy từ trái qua phải làm thủy tụ gọi là Minh Đường. Nhà vua đổi tên núi Châu Chữ, vừa là hầu chẩm vừa là mặt bằng của lăng, thành Ứng Sơn và gọi tên lăng theo núi Ứng Lăng. Lăng Khải Định khởi công ngày 4 tháng 9 năm 1920 và được xây dựng trong suốt 11 năm bởi tiền quân đô thống phủ Lê Văn Bá và hàng trăm thợ nghề và nghệ nhân nổi tiếng khắp cả nước. Khải Định cho người sang Pháp mua sắt, thép, xi măng, vân vân, rồi cho thuyền sang Trung Hoa, Nhật Bản mua đồ sứ, thủy tinh màu để kiến thiết công trình. So với lăng của các vua tiền nhiệm, lăng Khải Định có một diện tích rất khiêm tốn, chỉ hơn 5.600 m², nhưng cực kỳ công phu và tốn nhiều thời gian.
Tổng thể Lăng Khải Định là một khối hình chữ nhật vươn lên cao 127 bậc cấp, như muốn thể hiện khát vọng tự chủ của một vị hoàng đế. Nhiều trường phái kiến trúc đã tập trung nơi đây, những trụ cổng hình tháp ảnh hưởng từ kiến trúc Ấn Độ, trụ biểu dạng stupa của nhà Phật, hàng rào như những cây thánh giá Thiên Chúa, nhà bia với những hàng cột bát giác và vòng cửa theo lối Roma biển thể, vân vân. Điều này là kết quả của hai yếu tố: sự giao thoa văn hóa Đông Tây trong buổi giao thời của lịch sử và cả tính của Khải Định. Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây đã đột phá cánh cửa phong kiến để làn gió của văn hóa Tây Âu tràn vào Việt Nam. Mặt khác, Khải Định là một ông vua hiếu kỳ, chuồng cái mới nhưng có sự sàng lọc. Một ông vua mặc com lê bên trong, khoác long bào bên ngoài, ngực lấp lạnh bắt đầu bồi tinh, thắt lưng gắn bóng đen điền chớp đỏ, nên chẳng có gì phải kiêng nể trong việc thâu tóm điều hay cái lạ của thế giới vào ngôi nhà vĩnh cửu của mình. May thay, ý muốn kỳ quặc của ông vua ngâm ngân đó đã không bị bê nguyên si vào trong kiến trúc. Bằng óc thông minh, sự chọn lọc tinh tế và đôi tay tài hoa khéo léo, người thợ Việt Nam đã tạo cho công trình trở thành một tuyệt tác nghệ thuật. Cung Thiên Đình ở vị trí cao nhất là kiến trúc chính của lăng, nơi mà tài hoa của những người thợ được phô diễn gửi gắm. Công trình gồm 5 phần liền nhau, hai bên là tả hữu trực phòng dành cho đỉnh Hồ Lăng, phía trước điện Khải Thành, nơi có án thờ và chân dung vua Khải Định. Chính giữa là bửu táng, pho tượng nhà vua và một phần phía dưới. Trong cùng là khảm thờ bài vị của ông vua quá cố. Toàn bộ nội thất của ba gian giữa trong cung Thiên Đình đều được trang trí những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh. Đó là những bộ tranh tứ quý, bát bửu, ngũ phúc, bộ khai trà, vương miện, vân vân. Kể cả những vật dụng rất hiện đại như đồng hồ báo thức, vợt tennis, đèn dầu hỏa cũng được trang trí nơi đây. Những vật liệu cứng, biệt lập qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật mềm mại, sống động và vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, chiếc bửu táng bên trên pho tượng đồng của Đức Vua với những đường lường mềm mại thanh thoát khiến người xem có cảm giác nó được làm bằng nhung lụa, có thể xao động trước gió, mà quên đi rằng đó đích thực là một khối bê tông cột thép nặng gần 1 tấn. Pho tượng đồng của Khải Định được đúc tại Pháp năm 1920 bởi hai nghệ nhân là Dusing và Barberian. Thi hài nhà vua được đưa vào dưới pho tượng bằng một đường hầm dài gần 30 mét, bắt đầu từ phía sau bi đình. Phía sau ngôi mộ, vầng mặt trời đang lặn như biểu thị cái chết của vị vua. Người chịu trách nhiệm chính trong việc kiến tạo tuyệt tác nghệ thuật trong lăng Khải Định là nghệ nhân Phan Văn Tánh, tác giả của ba bức bích họa Cửu Long Ẩn Vân lớn và bậc nhất Việt Nam, được trang trí trên trần của ba gian nhà giữa trong cung Thiên Đình. Nhờ những đóng góp của ông và bao nghệ nhân dân gian tài hoa của nước Việt, lăng Khải Định đã trở thành biểu tượng đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình sành sứ và thủy tinh, đồng thời làm phong phú và đa dạng thêm quần thể lăng tẩm ở Huế.
thời kỳ các chúa Nguyễn mở mang khai phá phương Nam. Văn miếu cũng được thiết lập ở Phú Xuân và được xem như văn miếu riêng của xứ Đàng Trong. Đến khi nhà Nguyễn xây dựng cơ đồ, văn miếu của cả triều đại và cũng là của toàn quốc lúc này mới được chính thức xây dựng ở nơi đây. Đây là phần nền móng còn lại của công trình Đại Thanh Điện thờ Khổng Tử, một kiến trúc trọng yếu của văn miếu xây ngay sau Đại Thành Môn. Nhà bia bên phải này khắc văn bia của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Vua Minh Mạng, dù về việc thái giám không được liệt vào hàng quan lại. Tấm bia bên trái khắc bài văn bia của Hiến Tổ Chương Hoàng Đế Vua Thiệu Trị, dù về việc bà con bên ngoài của vua không được tham gia chính quyền. Hai dãy nhà dài bảo vệ 32 tấm bia khắc tên 293 vị tiến sĩ thi đỗ trong 39 kỳ thi hội thi đình tổ chức chế triều Nguyễn. Khoa thi đầu tiên được tổ chức vào năm Minh Mạng thứ 3, 1822, và khoa thi cuối cùng là vào năm Khải Định thứ 4, 1919. Văn miếu được xây dựng, ngoài việc thờ Khổng Tử, còn thờ bốn người gọi là Tứ Phối, Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử, cùng thập nhị triết, những người có công trong việc phát triển đạo Nho. Văn miếu là một biểu tượng độc đáo của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn vương quyền phong kiến thống trị. Việc lập văn miếu và dựng bia tiến sĩ nhằm tôn vinh việc học, đề cao nhân tài của đất nước và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, mọi tầng lớp nhân dân thấy rằng ai cũng có thể tiến thân bằng con đường học vấn, một nền học vấn không phân biệt giai cấp và đề cao đức hạnh. Nho học đã trở thành đạo chung cho nước nhà. Văn miếu Huế là một di tích đánh dấu thời kỳ thịnh trị nhất của Nho giáo. Thời kỳ vương triều Nguyễn dùng nho học làm phương tiện trợ giúp đắc lực để thiết lập quyền thống trị trên toàn đất nước. Nho giáo tuy không còn là quốc đạo, nhưng những tư tưởng về đạo đức và lối sống của nhà Nho kết hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đã kết tinh thành nền tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay.